Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tiếp về các cái thao tác cơ bản trong PyTorch. Đầu tiên là trong Torch Tensor thì nó sẽ có 4 cái đáng chú ý, đó là Require, Grad và Grad, sau đó là Grad FN và Backward. Thì mình sẽ giới thiệu từng cái một. Cái đầu tiên là Require Grad, tức là nó sẽ khai báo cho mình xem rằng cái tensor này nó có enable lên cho mình cái chức năng mà lưu trữ cái thông tin, tức là thông tin về gradient hay không. Thông tin về gradient tức là cái thông tin mà khi mà mình đạo hàm cái hàm số thì nó sẽ lưu các cái hệ số của các cái đạo hàm đó xuống. Đó, thì cái grad là cái thông tin kết quả mà khi mình đạo hàm lưu xuống. Còn cái grad gạch ngang ở dưới FN tức là những cái hàm số mà khi mình thực hiện các cái thao tác ở trên cái tensor thì nó sẽ lưu các cái thông tin về các cái hàm số đó xuống, sử dụng hàm sum này, tức là hàm cộng này, hàm multi là hàm nhân này, đó rồi divide là hàm chia các thứ, thì nó sẽ lưu những cái thông tin là mình đã sử dụng những cái hàm gì qua cái tensor đó, nó sẽ lưu xuống cái grad FN đó. Còn backward là một cái hàm để mình chuyển ngược, tức là mình dùng cái tensor đó và mình backward lại thì nó sẽ đạo hàm cho mình cái hàm số, các cái hàm số mà đã dùng trong cái tensor đó. Thế để demo trực tiếp thì mình sẽ demo qua cái đoạn code sau đây. Rồi, đầu tiên mình sẽ import cái thằng Torch vào này. Để mình phóng to màn hình lên một chút. Rồi, sau đó là mình sẽ khai báo một thằng X này. Nó sẽ bằng Torch chấm này. Tensor này. Mình để là 2.0 đi. Và mình sẽ enable cái thằng require grad này lên, tức là bảo rằng là bây giờ mày sẽ lưu trữ thông tin cho tao về các cái gradient vào trong cái tensor. Đó thì nó sẽ require, mình sẽ require dự này grad này bằng true. Nếu mà mình không viết cái option này thì nó sẽ mặc định là đây là false, tức là không lưu gì cả, không enable nó lên. Còn mặc định của nó là không enable. Còn mình chỉ định là trực tiếp là tao sẽ true nó lên, tao sẽ enable nó lên. Thì sau đó mình in sang x này. Đó thì cái thông tin nó sẽ được lưu vào lên cho mình là cái tham số đó nó sẽ được enable lên là ta đã lưu cho mày thông tin đấy nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lấy y này bằng cái y này bằng e mũ x đi, một cái hàm số y này bằng e mũ x. Đó thì mình sẽ viết như sau, Torch này, và trong cái exponential thì cái hàm số exponential thì Torch nó viết là exp. Rồi e mũ x thì mình viết như này, sau đó mình để ra là y. Đó thì e mũ 2, e mũ x tức là x ở đây bằng 2 rồi, thì e mũ 2 thì nó bằng 7.3891. Đó, và lúc này thì cái option grad gạch ngang fn ở đây tức là gradient function, thì cái function này bên trong nó sẽ lưu cái hàm exponential cho mình, tức là tao đã vừa dùng cái thằng exponential rồi nhé, nó sẽ lưu vào trong mình trong cái thằng gradient fn này. Để sau này mình backward nó về thì nó sẽ lưu cái thông số backward đấy về một cái tham số là tham số grad. Rồi, sau khi mình backward là xong, sau khi mình tạo ra cái exponential xong, y bằng mx rồi, thì bây giờ mình sẽ backward cái thằng y này xuống. Tại vì trong cái tensor như mức đầu mình giới thiệu ấy, thì nó có cái method, tức là cái hàm số để mình backward, mình chuyển ngược kết quả lại. Thì mình bây giờ mình backward ngược lại, y này, backward này. Y để backward rồi. Mình đây, mình viết như này. Đó. Sau khi viết như này xong thì bây giờ nó backward lại được lại rồi, thì mình sẽ lấy ra được cái thông số của cái thằng x này, thông số của cái thằng gradient ở trong cái thằng x này. Bởi vì thằng x này mình đã lưu cái thông số là mày sẽ enable cho tao cái chuyện là lưu cái thông số của gradient, mình enable lên rồi. Thì sau khi mà mình backward xong thì nó sẽ lưu cho mình cái thông số đó ở trong x rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra thôi. Mình sẽ lấy ra là bằng x grad và nó sẽ trả ra cho mình là cái tensor ở trong đó cái tham số của mày, tham số gradient là 7.3891. Đó thì mọi người có thể kiểm tra được là giả sử mình có cái hàm số y này bằng e này mũ x đúng không? Thì sau đó là mọi người đạo hàm cái hàm y này. Đạo hàm thì có thể lấy là d của y này. Đó, trên d của x này.
đúng không? Thì lúc đấy nó vẫn bằng cái hàm số là e mũ x. Và ở đây x, x ở đây bằng bao nhiêu? X ở đây bằng 2. X ở đây bằng 2 thì bây giờ mọi người thay 2 vào đây. Mọi người thay 2 vào. Thay 2 vào thì tức là bằng e mũ 2. Đó thì nó vẫn bằng cái xung số này thôi, vẫn bằng cái là 7.3891. Đó thì đó là cái cách cái cách mà người ta làm với PyTorch. Đó thì trong buổi học này mình giới thiệu cái phần cơ bản là tóm tắt lại một chút. Thì tức là ở trong cái TOS thì nó sẽ có, trong TOS tensor ấy, chấm tensor ấy, thì nó sẽ có mấy cái phần. Phần thứ nhất là cái thông số này là require rat. Cái này để nhắc nhở rằng là mình có enable cái việc lưu trữ cái thông tin grass xuống không. Rồi, cái tham số thứ hai là cái tham số mà gọi là grass fn. Ở đây mình sẽ lưu ra cái thông tin là cái toss này, cái tensor này nó đã sử dụng những cái hàm số nào. Giả sử ở đây mình có thể lấy ra được là cái thằng y này đây, nó vừa cộng với, nó vừa exponential lên với thằng x, thì mình có thể lấy ra cái thông số của nó là grad fn ở đây. Nó sẽ trả ra cho mình cái thằng bên dưới này. Đây mình lấy cái hàm này xuống dưới. Đó, nó sẽ trả cho mình ra cái thằng bên trong này. Mình chỉ cần là y.grad fn thôi. Đó thì ở đây nó sẽ lưu cho mình này, cái này là có lưu thông tin grad không này. Grad tức là gradient đấy. Cái option là như thế. Còn cái này tức là nó sẽ lưu thông tin hàm số của tensor này. Thông tin hàm số vừa sử dụng nhé. Đã sử dụng. Đã được sử dụng. Rồi, của tensor này. Và cái tiếp theo là cái hàm backwalk này. Hàm backwalk này thì thực ra chính là cái hàm đạo hàm thôi. Hàm đạo hàm. Đó. Và cái thông tin cuối cùng là cái grad này, nó sẽ lưu các thông tin đạo hàm. Đó, tức là nó sẽ lưu cái hệ số của cái đạo hàm đó. Cái thông tin của đạo hàm thu được từ cái hàm backwalk này. Đó thì trong cái toss sensor nó sẽ có bốn cái này, và mình đã demo cho các bạn hiểu về bốn cái phần đó. Thì video hôm nay đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.